Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày 6 tháng 3 năm 2020, Nguyên Audio tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn hai cặp loa cây. Một cặp đến từ đất nước Nhật Bản và một cặp đến từ đất nước Đan Mạch. Vâng, thưa quý vị, cặp đầu tiên bên tay phải màn ảnh nhỏ của quý vị là cặp loa đến từ đất nước Đan Mạch của hãng Etech mang model MP330. Và cặp thứ hai là cặp loa Kenwood KST485 đến từ đất nước Nhật Bản. Hai cặp loa này thì có cấu hình rất là giống nhau. Và Nguyên Audio đang bán với giá 6 triệu 500 nghìn đồng trên một cặp. Rất đẹp, dòng loa chơi 2 trong 1, vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình nhà chúng ta rất hay và chơi đa thể loại nhạc. Với cấu hình thì rất hay, rất là đẹp, rất là giống nhau. Đôi loa Kenwood thì nó có cấu hình hơi khác một chút, là nó cao hơn một chút và nó có cái loa chép hình vuông. Hai đôi loa này thì đều sở hữu 3 đường tiếng trên một thân thùng, 3 đường tiếng 4 loa, sở hữu 2 loa bát 18cm, màng giấy gân cao su và nó sử dụng một loa trung lớn, trung 14cm và một loa chép đôm. Đôi loa Etech MP330 này thì màu đen vân gỗ. Còn đôi loa Kenwood 485 này thì là màu nâu đỏ cherry. Rất là đẹp. Hai đôi loa về trong tình trạng đẹp xuất sắc. Có công suất cũng gần ngang nhau. Đôi loa Etech này thì có trở kháng 8 ohm, công suất là 150W cho đến 300W. Có chiều cao 94cm, chiều ngang 23cm và có chiều sâu là 36cm. Đôi loa này có chiều sâu rất là sâu, sâu tới 36cm. Thùng gỗ lạng màu đen vân gỗ đấy ạ. Còn đôi loa Kenwood KST485 này thì có trở kháng 8 ohm, công suất 140W trên một thân thùng. Có chiều cao hơn một chút, cao 1m02 và chiều ngang 23 và có chiều sâu là 33cm. Hai đôi loa này thì đều có lỗ thông hơi bên dưới đấy ạ. Giá thì cũng rất là hợp lý mà mang lại chất âm thì rất là hay. Chúng ta để trưng bày trang trí hai đôi loa này để trong nhà thì rất là đẹp. Giá của hai đôi thì chỉ có 6 triệu 500 nghìn một đôi thôi. Nguyên Audio không bao cấp phí vận chuyển. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hai đôi loa này, xin vui lòng liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ, số điện thoại là 0988 036 068. Nguyên Audio nhận giao hàng toàn quốc. Audio sẽ test nhạc trữ tình cho quý vị và các bạn, chúng ta cùng nhau thưởng thức chất âm. Tôi test nhạc trực tuyến từ trên YouTube xuống, kết hợp với âm ly Denon PMA 500V. Chiếc âm ly này thì đang có giá 7 triệu đồng. Đời đã ban cho bàn đường là tay súng, mến yêu tôi thì nhung đi đánh trận trăm miền, miền xa tận xa có ai còn yêu lính như những khi yêu người tình. Ngờ rằng em nhớ anh tròn kiếm sống.
Nguyên Audio xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi. Đi đánh trận trong miền xa thân xa.